Chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugar Land, Spring, Humble, Fourchier và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì hôm nay em đang ở thành phố Katy trong cái khu là Ellison. Thì ngày nào em cũng kiếm tìm những căn nhà good deal chia sẻ với tất cả các anh chị. Và hôm nay cái căn nhà mà em muốn giới thiệu với tất cả các anh chị là một căn nhà của hãng Harry Home dưới 400 ngàn. Một căn nhà duy nhất tại thành phố Katy dưới 400 ngàn của hãng Perry. Giá cả rất là tốt nên em chia sẻ với tất cả các anh chị. Và một cái nữa của cái căn nhà này là 4 phòng ngủ mà được một cái office nữa. Khi mà mình đi ra highway thì rất là gần, cỡ tầm 5 phút thôi là đường 99. Rồi mình đi tới Katy Asian Town thì cỡ tầm 15 phút. Đi Costco cũng cỡ 15 phút. Rồi đi khu Belair Việt Nam thì cỡ 30-35 phút. Rồi trường học tốt và ở đây có rất là nhiều amenity, có hồ bơi, công viên đi bộ, chỗ chơi cho con nít, phòng tập thể dục. Tiền thuế là 3.3 chưa xin giảm và tiền hắc sau đây là 1.300 một năm. Và cái căn nhà này hiện tại thì tôi thấy rất là được nên tôi chia sẻ với tất cả các anh chị. Thì bây giờ mình hãy đi xem cái căn nhà này nha. Anh chị đừng quên cho em một cái like để chia sẻ cái video của em. Cái section này thì rất là mới nên cũng còn nhà cửa đang xây dựng và trước đây là đã có người dọn vào ở rồi. Căn này cũng vậy đó. Rồi phía bên trái thì còn đang xây dựng. Cái căn mà em muốn giới thiệu với tất cả các anh chị là nằm ngay đây. Căn này bên phải thì chưa có hàng xóm ha, bên kia thì đã có người dọn vào rồi đó. Rồi cái căn này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có diện tích là gần 2.001 square feet mà được một cái office nữa. Rồi cái miếng đất là 5.625 square feet lot. Rồi giá thì dưới 400 ngàn, tí nữa em sẽ chia sẻ cái giá chính xác với tất cả các anh chị. Thì bây giờ mình vào trong mình xem ha. Đó, ở phía trước thì họ cũng có cẳng đá và gạch rất là sang luôn, nhà bốn mặt gạch luôn nha. Này, bây giờ mình vào trong mình xem. Họ đang còn làm landscaping nên chưa xong. Rồi ở phía trước đây là cái cửa 8 feet rất là cao. Rồi có smart lock cho mình luôn. Đó. Đây. Mình mở cửa ra đó. Thì phía bên trái của Vi là một cái office ngay đây. Có hai cửa đóng lại. Thì 4 phòng ngủ mà được cái office nữa. Thì cái phòng này mình làm cái phòng thờ nè. Hay là cái chỗ mà office. Đó. Rất là sáng sủa ha. Ngay đây là một phòng ở trước. Rồi đi xuống chút nữa, phía bên trái của Vi là cái chỗ giặt sấy ở đây. Đó, căn này thì có hệ thống sấy ga với lại điện luôn nha, tùy theo mình muốn xài cái nào. Đó, đều có. Rồi đi xuống chút nữa đó, phía bên tay phải của Vi ở đây á là cái gara. Thì hiện tại họ đang làm á, như Vi chia sẻ là họ chưa có clean up. Nhưng mà sau mà khi mà mình mua đó thì họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Thì có hệ thống tưới cỏ nè, rồi có gara opener cho mình. Đó, rồi bên đây á là mình có một cái phòng ngủ ha. Nhưng mà tí nữa mình đi xem đi. Bây giờ mình coi cái nhà bếp trước. Đó, cái mẫu này thì Vi thích là tại vì cái nhà bếp là hình chữ L. Cái kiểu rất là sang. Ở đây thì có cái island nè. Có tủ bên đây, rồi bên kia cũng có tủ. Rồi cái đồ rửa, máy rửa chén thì ở đây. Một sinh, rồi cái lò nấu. Chỗ này thì cái microwave thì họ chưa có gắn. Đó, rồi tủ lạnh. Rất là dễ thương ha. Có gắn hardware cho mình luôn. Đó, rồi bên đây của Vi là cái pantry. Ngay đây. Họ sẽ gắn cái microwave ở đây. Rồi họ sẽ gắn tủ. Chưa có xong. Và sàn nhà thì cái màu này rất là đẹp. Màu gỗ rất là sang ha. Đó. Rồi đây là cái backsplash nè. Bếp thì là 4 là. Rồi đây, cái chỗ rửa chén là mình nhìn qua bên đây. Nhìn chỗ này á là cái bàn ăn, rồi bên kia là cái phòng khách. Rất là gọn luôn. Rồi cái đường kia là đi vô cái master. Rồi bên đây thì đi vô mấy cái phòng ngủ khác. Đó. Rồi từ hướng đây của Vi thì cũng là đi vô phòng ngủ.
Thì bây giờ mình đi vào cái hướng đó ha. Cái cửa trước đây. Đó. Đây là một cái phòng ngủ đây. Đó. Phòng ngủ này á, có cái closet ở đây cũng rất là rộng, walk-in closet bự ha. Xong rồi phòng ngủ này thì mình đi vô cái nhà tắm nè. Rồi cái sinh là mình đi qua bên đây là mình có hai phòng ngủ khác đó, một cái bên phải của Vi với một cái bên trái ngay đây đó. Rồi ở đây là cái closet. Đây là cái bếp. Đó, hồi nãy Vi đi ngã đó đó, đi vô một phòng ngủ, rồi đi qua cái nhà tắm, rồi đi tới hai phòng. Một phòng ở đây, một phòng ở đây. Là mình có ba phòng rồi ha. Đó. Cái bếp này thì mình có thể bỏ cái ghế ngồi chỗ đây nè. Rất là dễ thương. Rồi bên đây cái bàn. Rồi ngay chỗ này là cái phòng khách. Đó. Rồi bây giờ mình đi qua bên đây. Đây là cái phòng master. Đó. Ba cửa sổ luôn. Rồi đây là cái nhà tắm. Một cái tắm nằm, rồi tắm đứng. Mình vẫn được hai sân nha. Chỗ này thì mình có thể ngồi trang điểm nè. Một sân ở đây. Rồi bên đây một cái sân nữa. Là hai sân. Rồi ở đây á là cái toilet nè. Rồi bên đây là cái walk-in closet. Cũng rộng lắm. Đó. Dài ra phía sau. Rồi. Bây giờ mình đi xem ở phía sau ha. Này, cái phòng khách nè. Rồi cái bàn ăn và bếp. Rồi cái cửa sau thì ngay đây. Đó. Có được cái patio luôn. Rất là gọn. Rồi cái hàng rào này á là của Hacksaway. Bằng gạch họ sẽ cover cho mình ha. Rồi đây. Sân vườn thì rất là vuông vóc. Ở phía sau là bốn mặt gạch luôn. Và đặc biệt nữa là nhà này có đường ga luôn nha. Đây có đường ga ngay đây luôn nè. Căn này mà mua cho thuê hay là ở cũng rất là hợp lý. Tại vì bốn phòng ngủ mà một cái office mà dưới 400 ngàn nữa. Vi thấy rất là được luôn. Nãy giờ chắc anh chị cũng thắc mắc là cái căn mà em giới thiệu với anh chị là dưới 400 ngàn thì giá chính xác là bao nhiêu. Thì cái căn này á, giá chính xác mà họ sẽ bán thấp nhất luôn á, là 397.500. Là họ đã giảm rất là nhiều luôn. Tại vì cái khu Kennedy này rất là hot, họ bán rất là nhiều nhà. Nhưng mà cái căn này họ xây xong rồi thì họ nói cái giá thấp nhất họ có thể bán là 397.500. 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm với một cái office. Có diện tích là hơn 2.000 square feet. Và bên trong thì màu sắc cũng rất là sáng sủa ha. Vì thấy cũng rất là đẹp, thì căn này mình mua cho thuê hay ở thì cũng rất là hợp lý. Và đặc biệt của cái khu này là đi ra highway rất là gần luôn. Highway 99 đi cỡ tầm 5-7 phút là tới rồi. Rồi mình đi khu KD Asian Town thì cỡ tầm 15 phút, đi Costco cũng vậy. Rồi mình đi khu Bel Air Việt Nam thì cỡ 30-35 phút, trường học tốt nè, an ninh, rồi có rất là nhiều amenity ở đây cho người lớn và con nít có thể sử dụng. Thì Vi thấy khu này rất là được nên Vi hay giới thiệu cái khu này. Thì nếu mà anh chị muốn biết thêm thông tin về cái căn nhà này hay là cái khu vực này hay là những căn nhà nào khác á, thì hãy cứ gọi cho em nha. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho một cái like và chia sẻ cái video của em. Bye bye.